bệnh lý của khoang sau phúc mạc. Thế thì cái phần giải phẫu khoang sau phúc mạc các bạn đã học ở buổi đầu tiên rồi, có gồm bao nhiêu khoang và giới hạn của các khoang như thế nào, các thành phần của từng khoang. Thế thì hôm nay ta sẽ đi về cái phần bệnh lý. Các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh của khoang sau phúc mạc thì cũng giống như cái hệ tín hiệu. Các bạn sẽ thấy là các cái cổ xưa nhất đó là chụp X quang thường quy và UV. Ngày xưa chưa có các lớp vi tính thì chẩn đoán các cái bệnh lý khoang sau phúc mạc chủ yếu bằng UV. Các bạn sẽ thấy một cái khối tổn thương mà nó đẩy lồi thận và niệu quản ra đằng trước, thì các sẽ chẩn đoán là một cái tổn thương bất thường xoắn chốt ở khoang sau phúc mạc. Thế nhưng mà cái đó chỉ mang cái tính chất tương đối thôi, chẩn đoán một cách chung chung là một cái bất thường ở đó, chứ còn cụ thể ra làm sao thì cũng không biết được. Thế và sau đó đến cái kỷ nguyên của siêu âm, thì siêu âm cũng như các bạn trong cái thực hành hàng ngày, các bạn có thể thăm khám được cái chẩn đoán được các cái khối u hoặc là các cái tổn thương sau phúc mạc. Thế cái lợi thế của siêu âm cũng giống như tất cả các cái cơ quan khác, đó là nó rẻ tiền và tiện lợi. Bây giờ các bạn có thể gặp siêu âm bất kỳ đâu, bất kỳ cơ quan nào đều cũng có thể có cái máy siêu âm để các bạn có thể chẩn đoán được cái bệnh lý của cổ bụng hoặc là thận tiết niệu khoang sau phúc mạc. Thế có một cái nhược điểm của siêu âm là khi mà bệnh nhân béo hoặc là khi mà có tổn thương khoang sau phúc mạc mà dẫn đến cái chướng hơi ở trong ổ bụng thì thăm khám trở nên rất hạn chế. Và một cái nữa đó là cái phụ thuộc vào kết quả của người làm. Có thể là người nào làm mà có kinh nghiệm thì ta chẩn đoán ra đúng mức độ này thuộc về khoang sau phúc mạc, nhưng nếu như mà không có kinh nghiệm thì các bạn có thể nhầm lẫn với các cái tổn thương trong ổ bụng và các tổn thương khác. Thế vì vậy cho nên là cắt lớp vi tính, đặc biệt là cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu bây giờ thì là cái phương pháp chẩn đoán hàng đầu của cái khoang sau phúc mạc nói riêng và thận hệ tín hiệu nói chung. Thế thì cái cắt lớp vi tính này vì cả cái khả năng đâm xuyên của nó qua cái hơi ở trong ổ bụng, cái thứ hai nữa là nó cắt rất là nhanh, cắt rất nhanh trong một cái thì nín thở có thể cắt được toàn bộ ổ bụng và tiểu khung. Thế và một cái thứ ba nữa là cái phân giải mô hình cũng rất tốt, đặc biệt các cái khối u mà có thành phần mỡ, thành phần máu vôi hóa hoặc là dịch đặc tổ chức đều có thể phát hiện và đặc tính hóa để chẩn đoán được bản chất bằng cắt lớp vi tính. Thế thì cái cắt lớp vi tính ngoài cái việc xác định bản chất của khối u, nó là khối u nằm khoang sau phúc mạc chứ không phải là nằm trong ổ bụng, ngoài ra nó có thể đánh giá được cái bản chất của khối u nữa, ví dụ như thành phần mỡ thì là khối u gì, thành phần vôi hóa trong u là cái khối u gì, hoặc là thành phần dịch đặc xen lẫn tổ chức là cái khối u gì. Hơn nữa là có thể đánh giá được cái lan tràn, bởi vì trong một cái kỳ hít thở các bạn có thể chụp toàn bộ được từ dưới cơ hoành cho đến tận tiểu khung và các bạn nhìn xem là cái khối u này nó trải rộng đến đâu, điểm xuất phát ở đâu và điểm tận cùng ở chỗ nào, từ đó các bạn có thể đánh giá được cái chẩn đoán được cái bản chất của khối u. Thế thì một cái phương pháp nữa đó là cộng hưởng từ, như các bạn nói, mặc dù nó cao cấp hơn các lớp vi tính nhưng mà đối với cái u khoang sau phúc mạc thì thực tế ra nó cũng giá trị không thể bằng được. Vì thứ nhất cái lợi thế của nó là độ phân giải mô mềm cao, ví dụ các bạn có nhiều trụ xung khác nhau, các bạn có thể phát hiện được dùng các cái trụ xung có mỡ, rồi trụ xung xóa mỡ, các trụ xung T1, T2, từ đó các bạn có thể đặc tính hóa cái tổ chức này, phát hiện cái đặc tính của cái tổ chức này nó là cái tổ chức gì rất là tốt. Nhưng cái nhược điểm của nó là không phải ở nơi nào có, đấy là một. Cái thứ hai nữa là thời gian thăm khám rất lâu, một cái trụ xung kéo dài từ 4 đến 5 phút, sau đó các bạn chụp một đến 5-6 trụ xung thì mất từ 25 đến 30 phút một ca, và cái trường cắt không phải là kéo dài được,
hết mà các bạn phải cắt từng đoạn, ví dụ như là ổ bụng, tầng bụng trên các bạn phải cắt một đoạn, tầng bụng dưới các bạn phải cắt một đoạn riêng. Thế vì vậy cho nên cái cộng hưởng từ chỉ sử dụng khi mà các lớp vi tính nó có thắc mắc mà chưa giải quyết được triệt để cái lăn tăn của các bạn để chẩn đoán, mà lúc đó các bạn nghĩ đến cái cộng hưởng từ sẽ còn bình thường, cộng các lớp vi tính là ta đã đủ thẩm quyền để giải quyết hầu hết tất cả các bệnh lý u của vòng sọc phân mạc. Thế thì phần giải phẫu các bạn biết rồi. Hôm nay ta tiếp tục đến cái phần một số cái bệnh lý hay gặp nhất đối với khoang sau phúc mạc, đó là tụ dịch ở khoang sau phúc mạc, có thể trong bệnh cảnh chấn thương hoặc là bệnh cảnh không chấn thương. Cái thứ hai nữa là các cái khối u sau phúc mạc thì so với các cái khối u khác như là gan, lách, thận rồi là các cái cơ quan trong bộ phận u sau phúc mạc hiếm hơn nhiều, hiếm gặp. Cho nên khi các bạn gặp thì các bạn thường rất bỡ ngỡ vì không biết là khối u này nó nằm trong ở ổ bụng hay là khoang sau phúc mạc, rồi tiếp theo đó là bản chất của nó là gì đó thì rất bỡ ngỡ. Và một cái nữa đó là nó lắc nhắc ấy, rất nhiều các loại u khác nhau, tính ra liệt kê rất nhiều của các loại u, nhưng mà tôi soạn bài giảng cho các bạn tôi chỉ giới hạn ở các cái khối u mà các bạn khi nhìn thấy nó các bạn chẩn đoán được nó là u sau phúc mạc, các bạn chẩn đoán ngay thẳng cái bản chất của nó rồi. Chứ còn các cái khối u lắc nhắc khác thì kéo đến khi mà các thầy gặp các thầy chịu đấy. Và một cái bệnh cảnh nữa nó không phải u, không phải viêm, nhưng mà nó là cái sơ hóa sau phúc mạc, cái này các bạn cũng cần phải biết. Cái đầu tiên là một cái túi nước tiểu hay còn gọi là urinum, tiếng Pháp của urinum tiếng Anh, thì các bạn có thể thấy là một cái túi dịch mà nằm ngoài đường bài xuất đó, nó nằm dọc theo đường đi của đường bài xuất nhưng mà lại nằm ngoài đường bài xuất, đó là chẩn đoán, đó là một trong những cái gợi ý đầu tiên các bạn phải nghĩ đến túi nước tiểu nằm trên đường đi của đường bài xuất nhưng mà ngoài đường bài xuất. Cái thứ hai nữa là nó phải thông thương với đường bài xuất thì người ta mới gọi là túi nước tiểu. Chẳng hạn như hôm trước nói với các bạn các cái nang lao ở trong cái bệnh lý viêm của thận ấy, thì nó cũng là một cái túi chứa dịch, nó nằm cạnh đường bài xuất và nó thông đường bài xuất, thì các bạn phải chụp, bắt buộc chụp các lớp vi tính ở cái thì muộn là thì bài xuất, thì thấy thuốc cản quang nó trào vào trong đó thì các bạn chẩn đoán là nang lao. Thì túi nước tiểu cũng vậy, cái đặc tính thứ hai để chẩn đoán túi nước tiểu bắt buộc các bạn phải thấy thuốc cản quang trào vào trong cái ổ dịch đó ở thì bài xuất, đó là cái tiêu chuẩn bắt buộc thứ hai. Còn nguyên nhân sau đó các bạn khai thác cái tiền sử nguyên nhân, tất cả các cái túi nước tiểu hay gặp nhất là trong cái trường hợp sau chấn thương hoặc là sau can thiệp thủ thuật cái đường tiết niệu. Trước đây là hay có cái tán sỏi ngược dòng, sỏi niệu quản thì rất dễ gây rách niệu quản. Rách niệu quản thì sẽ dẫn đến một cái túi nước tiểu nằm ngay cạnh niệu quản, rách đài bể thận trong cái trường hợp mà tán sỏi thì qua da. Cũng hoặc là các cái trường hợp mà tự nhiên như là các cái sỏi di chuyển của sỏi, mà cái cơn đau mà sỏi nó di chuyển nó gây bạo lực quá và nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp rách đường bài xuất, cái sỏi nó xù xì nó gây rách đường bài xuất, có thể thấy cái túi nước tiểu. Thế thì dọc đường bài xuất các bạn có thể thấy từ khoang quanh thận đến dọc niệu quản cho đến bàng quang các bạn đều có thể thấy túi nước tiểu, nhưng hay gặp nhất các bạn sẽ thấy nằm ở khoang quanh thận. Thì cái túi nước tiểu này tùy thuộc vào kích thước của nó, khi mà kích thước to nó có thể anh lấy cái ghế này già rồi nhiều tuổi đau lưng. Nó có thể phát triển lan tràn qua các cái vách quanh thận để nó lan tiếp vào các cái khoang khác của khoang sau phúc mạc, mà thường gặp nhất là ở khoang quanh thận. Các bạn nhớ khoang quanh thận thì nó được giới hạn bởi gì? Rồi cân thận trước, cân thận sau, và nó bọc với nhau và bọc với thận ở trong, và ở bên đó là khoang quanh thận. Thì cái khối tụ nước tiểu này hay gặp nhất ở khoang quanh thận, nhưng mà nó có thể lan tràn qua cái cân thận trước và chân hoặc cân thận sau để
vào các khoang sau phúc mặt khác như là khoang cận cận, khoang cận cận. Thế thì ta sẽ thấy mặc dù ở cái giai đoạn cấp tính thì các bạn sẽ thấy được một cái túi thành mỏng dịch trong và có thuốc cảm quang trào vào ở cái thì muộn. Nhưng nếu như mà cái túi nước tiểu mà lại mãn tính thì các bạn có thể thấy là có thể có vôi hóa hoặc thành nó dày lên. Thế các bạn có thể thấy có vôi, các bạn cứ tưởng một cái nang thành vôi hóa nằm ở khoang sau phúc mạc cạnh niệu quản, nhưng mà khi mà chụp lên thì thấy thì muộn, thì thức nước tiểu nó trào vào, các bạn có thể chẩn đoán là một cái túi nước tiểu, hoặc là có thể nó để lâu ngày mãn tính không có thể nhiễm trùng thì các bạn thấy dịch nó có thể không còn xong nữa và có thể thành nó sẽ có thể ngấm thuốc đó. Thì đây là một cái hình ảnh của cái túi nước tiểu. Các bạn nhìn thấy một cái túi hay gặp nhất ở khoang quanh thận này đó, và nó sẽ một cái túi thành mỏng dịch trong và nó nằm có cái phần có thể nó nằm liên tục cạnh bề mặt xuất. Cái thì này nó chưa có thể nói lên cái điều gì cả, đây mới là thì các bạn chụp được thì nhu mô, chưa nói lên được cái điều gì. Thế nhưng mà các bạn phải xem tiếp ở cái thì sau đó. Đây là một cái túi nước tiểu và các bạn thấy đây là một cái khi chụp cắt lớp vi tính lên ở cái thì nhu mô, các bạn thấy một cái tổn thương dạng dịch nó nằm ở khoang quanh thận đấy. Và khi mà chụp ở thì bài xuất thấy nước tiểu, thấy thuốc cận quang trào vào xong cái túi này, thì các bạn có thể chẩn đoán một cái túi nước tiểu ở cái khoang quanh thận phía trước. Đây là một cái trường hợp nữa, các bạn thấy cái tiêu chuẩn đầu tiên của nó là dọc cái đường đi của đường bài xuất. Đấy, các bạn nhìn thấy một cái ổ tổn thương dạng dịch. Đấy, dịch này nó cũng không được trong lắm, nằm ngay cái cạnh cơ thắt lưng bên cơ thắt lưng bên trái, và đây là niệu quản, nếu nó chạy xuống tận tiểu cục. Và các bạn nhớ là khi chụp ở thì muộn, các bạn thấy có cái mức dịch của thuốc cản quang. Thuốc cản quang bao giờ nó nặng, nó chứa iốt thì sao nó cao, cho nên nó sẽ đọng ở dưới đáy, ở phía này là dịch, nó đọng ở phía trên đây đó. Thì các bạn thể thấy một cái mức nước tiểu và thuốc cản quang ở trong cái túi này, các bạn chẩn đoán nó là một cái túi nước tiểu. Đây là hình ảnh của niệu quản này. Thế thì đối với một cái túi nước tiểu hay gặp nhất trong cái bệnh cảnh chấn thương, thế và đặc biệt là khi mà cái túi nước tiểu này các bạn nó có thể nằm ở phía trước thận, nó nằm phía trước thận, nằm phía trước đường bài xuất, và nó có thể nằm trước bàng quang. Thế và khi mà các bạn chụp cắt lớp vi tính lên, kể cả ở thì bài xuất, các bạn không thấy thuốc nó vào, thì các bạn phải làm như thế nào? Các bạn nghi đây là một cái vỡ bàng quang, nghi là một cái rách đường bài xuất sau can thiệp sau chấn thương, nhưng mà vị trí nó ở mặt trước, nằm sấp. Đúng rồi, cho bệnh nhân nằm sấp, chụp thì bài xuất và cho bệnh nhân nằm sấp. Ở đây có một số cái trường hợp mà mình gặp thực tế, ở đây bệnh nhân vỡ bàng quang, có túi nước tiểu ngay phía trước bàng quang, nhưng thì đầu ta không thấy, thì sau bàng quang đầy thuốc rồi, ta cho bệnh nhân nằm sấp thì thấy túi nước tiểu, cái thuốc cản quang lúc đó nó trào vào. Đó là cái tư thế technique hết sức quan trọng để các bạn phân biệt chẩn đoán được cái túi nước tiểu khi mà vị trí nó nằm phía trước của đường bài xuất. Cái bệnh cảnh thứ hai đó là bệnh cảnh viêm và nhiễm trùng. Cái bệnh cảnh viêm viêm và nhiễm trùng của khoang sau phúc mạc thì giống như là viêm và nhiễm trùng của thận thôi. Thì các bạn sẽ thấy cái tổn thương viêm mà nguyên phát ở khoang sau phúc mạc thì hiếm lắm. Thế nhưng thường nhất là các cái tổn thương viêm nó từ thận nó xuất phát ra và nó không điều trị tiến triển nặng lên và nó lan qua các cái cân thận và vào khoang sau phúc mạc. Thế thì cái biểu hiện của nó sẽ thấy là một cái tổn thương nhiễm trùng, như là ngày xưa cái hôm qua học về thận các bạn sẽ đã thấy bao giờ có cái dấu hiệu trực tiếp và dấu hiệu gián tiếp đối với cái tổn thương
viêm và nhiễm trùng của thận. Đó là đầu tiên là một cái vùng tổn thương không ngấm thuốc cản quang. Thế và đó là cái dấu hiệu trực tiếp. Và dấu hiệu gián tiếp đó là hình ảnh tổn thương thâm nhiễm mỡ, dày các vách kem quanh thận và dày cân thận. Mà khi nó đã lan sang sau phúc mạc thì các bạn sẽ thấy các cái tổn thương nó cũng có cái tính chất tương tự. Một cái đám tổn thương thâm nhiễm không ngấm thuốc cản quang và kèm theo các cái tổn thương thâm nhiễm mỡ xung quanh, dày cân thận và vách quanh thận. Thế các bạn sẽ thấy là có thể giống như cái trường hợp ở thận là cái tổn thương viêm này nặng lên sẽ tiến triển thành áp xe hóa, hoặc là một cái nhiễm trùng kỵ khí có thể dẫn đến một cái tổn thương mạng thư sinh hơi. Thế thì các bạn có thể gặp một cái khối áp xe có thể dịch không trong và thành dày ngấm thuốc, nó giống như áp xe thận vừa qua các bạn thấy thế không? Hoặc là có khí ở trong, nếu như mà có gần một cái tổn thương viêm do cái vi khuẩn kỵ khí. Cái thứ hai nữa là cái thận, như các bạn biết nói trước đó là đại đa số là các cái tổn thương nó từ thận nó ra, cho nên thận có thể tăng kích thước và cộng thêm các cái dấu hiệu gián tiếp đó là dày các vách quanh thận và các cái cân thận. Đây là một cái tổn thương mà nó từ thận ra mà lấn vào cái khoang sau phúc mạc. Đây các bạn nhìn thấy một cái tổn thương áp xe của khoang chỗ này, nó vẫn là cái khoang quanh thận. Các bạn nhớ đây, nó có cái thành dày dịch không trong và dày cái cân thận sau này. Đó, dày cái cân thận sau rất là rõ. Đấy, dày cái cân thận sau đó. Đây. Cái loại hình thứ ba nữa, cái phần viêm và nhiễm trùng này thì nó tương tự như ở thận nữa các bạn ạ. Các bạn cũng không có nhiều các cái vấn đề đáng lưu ý. Tất cả ở thận nó tiến triển nặng lên thôi. Bây giờ đến cái máu tụ của khoang sau phúc mạc. Cái máu tụ khoang sau phúc mạc thì rất hay gặp trong cái bệnh cảnh chấn thương. Thế thì chấn thương là một này. Sau cái can thiệp thủ thuật tán sỏi hoặc là dẫn lưu thận hoặc là trọng thận qua da thì nó sẽ dẫn đến một cái máu tụ khoang sau phúc mạc, hoặc là một cái nguyên nhân nguyên phát như là vỡ các cái khối ung thư thận, vỡ u của cơ mạch máu, cơ mỡ mạch máu thận. Trong hai cái loại u hay gặp dẫn đến một cái máu tụ khoang sau phúc mạc nhiều nhất đó là ung thư thận vỡ và u cơ mỡ mạch máu dẫn đến này. Thì các cái máu tụ này nó có thể là đầu tiên nó có thể là dưới bao thận, sau đó nó lan vào cái khoang quanh thận và nó có thể lan theo cái mạch phẳng như các bạn hôm qua đấy, các cái mạch phẳng sau mạch treo ấy, nó chạy xuống dưới ở tận tiểu khung. Thế thì các bạn nhớ một trong những cái máu tụ nữa để ta phân biệt ở khoang sau phúc mạc đó là vỡ phình động mạch chủ. Vỡ phình động mạch chủ cũng là một cái nguyên nhân nguyên phát tự nhiên. Các bạn sẽ thấy máu tụ sẽ nằm ở cái chủ yếu ở cái mạch phẳng sau thận. Thì nữa ta sẽ có ảnh có minh họa thì biết sao nữa. Thế thì cái máu tụ này nó cũng giống như là máu tụ ở não hoặc là máu tụ ở trong ổ bụng thôi. Nó tùy theo các cái lứa tuổi khác nhau của máu tụ mà hình thái trên CT nó khác nhau. Nếu như mà máu tụ sớm thì các bạn có thể thấy thì nó tăng tỷ trọng, nhưng mà nếu như máu tụ nó chuyển thành bán cấp hoặc mãn tính thì các bạn sẽ thấy máu nó sẽ tiêu dần đi và dần dần nó trở thành nên dịch hóa. Nhưng cái vai trò của các bạn ở đây là phải chẩn đoán máu tụ có đang chảy hay là không đang chảy. Đấy. Bởi vì khi một bệnh nhân mà sau một cái can thiệp hoặc là sau một cái chấn thương có hình ảnh máu tụ ở quanh thận ở khoang sau phúc mạc, cái câu hỏi đặt ra cho các bạn là của các nhà lâm sàng là máu tụ này nó đã cầm hay là vẫn còn đang tiếp tục chảy. Thế thì cái vấn đề của các bạn, vai trò của các bạn ở đây là gì? Các bạn phải chẩn đoán được để lúc đó có chỉ định can thiệp đút mạch hoặc là phải phẫu thuật, có thì bệnh nhân sẽ mất máu nguy hiểm đến tính mạng. Và cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu ngọn lửa
rất quan trọng. Các bạn phải chịu đúng vào thì động mạch và thấy thuốc nó trào ra tại cái vị trí mà máu đang chặn. Các bạn chụp trước thuốc thấy tăng tình trạng tự nhiên, đương nhiên rồi, đó là máu tụ. Nhưng mà khi mà tiêm thuốc cản quang vào, các bạn sẽ thấy cái điểm mà tăng tình trạng còn mạnh hơn là máu tụ, và nó tạo thành một hình hình ngọn lửa, hình như là các bạn đốt cái que diêm mà nó ngọn lửa nó cháy lên ở trên đầu cái que diêm, thì cái thuốc cản quang nó cũng như thế đó. Thì còn cái các con là khi mà máu tụ, cái cục máu đông nó đã bít lại rồi, thì không còn chảy máu, tình trạng đang chảy máu nữa, thì các bạn có thể dựa vào cái thời gian của nó và tỷ trọng của nó để chẩn đoán phân biệt được là cái máu tụ cấp tính hay mãn tính. Một cái điểm nữa các bạn cần phải phân biệt đó là máu tụ quanh thận hay là máu tụ dưới bao thận. Đây là cái khối máu tụ này là nó nằm ở khoang quanh thận hay là máu tụ nằm ở dưới bao thận. Thì các bạn phân biệt bằng cách nào? Như các bạn học giải phẫu ấy, thì học về giải phẫu khoa đấy, thận thì bao gồm có cân thận bao quanh đây. Đó. Đây cân thận nó bao quanh, và đây là cái bao thận thì nó dính sát vào cái nhu mô thận. Thế thì khi mà máu tụ quanh thận, đây là cái hình minh họa của máu tụ quanh thận, thì các bạn sẽ thấy là khối máu tụ này nó sẽ liền kề luôn với cân thận đây, và nó sẽ có một cái lớp mỡ nó giữa bờ trong của khối máu tụ với bờ của nhu mô thận. Đấy, các bạn nhìn thấy cái viền cái quả thận rồi, nhu mô nó ngấm thuốc rồi, bao thận nó dính sát vào cái nhu mô thận rồi, và các bạn thấy giữa cái khối máu tụ và cái bờ ngoài thận ấy, nó có một cái viền mỡ nó phân cách, thì các bạn chẩn đoán đây là máu tụ quanh thận. Chứ còn trong cái trường hợp ngược lại, cái viền mỡ này nó lại nằm giữa cái khối máu tụ này với lại cái cân thận, thì lúc đó là cái máu tụ dưới bao, và cái khối máu tụ này liên tục với nhu mô thận. Trong khi đó cái khối máu tụ mà quanh thận thì nó liên tục với cân thận, và nó có lớp mỡ phân biệt phân cách với cái nhu mô thận. Ngược lại máu tụ dưới bao thận thì nó lại liên tục với nhu mô thận, nó có cái lớp mỡ phân cách với cái cân thận. Các bạn có nắm được cái này không? Cái này là cái sẽ nằm ở trong cái câu hỏi thi, và đôi khi các bạn rất dễ nhầm đấy nhé. Có nghĩa là quanh thận thì là cái khối máu tụ nó sẽ dính liền với cân thận, liên tục với cân thận, và nó có lớp mỡ phân biệt với cái nhu mô thận. Và ngược lại máu tụ dưới bao thận thì khối máu tụ sẽ liên tục với nhu mô thận, và cái lớp mỡ phân cách này nó lại phân cách với cái cân thận. Thế thì đây là một cái trường hợp các bạn nhìn thấy. Đây cái cân thận này, đó. Đấy, cái cân thận thì còn gọi là mạc thận. Các bạn thấy khối máu tụ đây, đó. Và các bạn thấy nó liên tục với nhu mô thận mà có cái lớp mỡ đây, nó phân cách với cái cân thận, thì các bạn chẩn đoán đây là mạc thận dưới bao. Đây là một cái trường hợp, đây là cái cân thận, đó. Cân thận này và cái khối máu tụ đây. Và đây cũng là một cái trường hợp này là máu tụ cấp tính, nó còn tăng tỷ trọng tự nhiên. Còn trường hợp này là máu tụ mãn tính, nó đã hết tăng tỷ trọng tự nhiên rồi, và nó bây giờ nó gần như là đồng tỷ trọng với nhu thận. Thế và các bạn sẽ thấy nó liên tục với nhu mô thận đấy, và nó có cái cân thận đây, và nó có cái mỡ nó phân cách đấy. Và như đã nói với các bạn là máu tụ mặt phẳng sau thận, mặt phẳng sau thận là cái mặt phẳng nó nối liền chạy ngay. Các bạn có nhớ không, đây hỏi các bạn mặt phẳng sau thận là mặt phẳng như thế nào, các bạn hôm qua học anh ngồi dưới kia hôm qua thì nghe rằng rất phong phú, có hai mặt phẳng, ba khoang và hai mặt phẳng chính. Mặt phẳng. Mặt dưới. Mặt đa.
Đúng rồi. Là lại phân phân cách giữa khoang quanh thận với khoang cạnh thận sau. Đấy, có nghĩa là giữa khoang quanh quanh, các bạn nhớ là giữa khoang quanh thận, khoang cạnh thận, thận trước và khoang cạnh thận sau nó có hai mặt phẳng. Mặt phẳng ảo, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng như là một cái túi đệm, nó nằm ở giữa hai cái khoang đó, và hai cái khoang này thì nó thông với nhau, thông bên phải, thông với bên trái. Thế và cái dễ mặt mặt phẳng sau mặt sẹo thế nó sẽ thông với bên giữa bên phải bên trái, chứ còn cái cân thận là nó sẽ dính lại ở giữa, dính lại ở giữa và nó tách rời hai quả thận ra hai bên, nhưng mà cái mặt phẳng này nó thông với nhau. Và cái mặt phẳng sau thận này nó sẽ chứa cái động mạch chủ và cái mạch chủ dưới. Thì cái vỡ phình động mạch chủ này thì máu nó sẽ trào vào cái mặt phẳng sau thận. Thì mặt phẳng sau thận này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đẩy thận và khoang quanh thận sang bên và ra trước. Đây, như cái trường hợp này nó đẩy sang bên và ra trước, các bạn vẫn thấy đây là thận và đây cân thận trước, đây cân thận sau và đây khoang quanh thận. Chứ còn cái mặt phẳng sau khoang cạnh thận sau nó nằm thế này, nó chủ yếu chưa dẫn sườn cuộc sống ấy. Đó thì các bạn sẽ thấy, các bạn có hiểu không, đó là cái vỡ phình động mạch chủ là cái vị trí của khối máu tụ rất đặc trưng. Thế thì bây giờ ta sẽ tiếp theo, cái cắt lớp vi tính của mình còn đánh giá được cái lan tỏa của tụ dịch khoang sau phúc mạc. Giống như đã nói với các bạn là sau khi mà cắt lớp vi tính, ta sẽ trong một cái kỳ niệm thở sẽ cắt suốt từ dưới vòng hoành cho đến tiểu cung. Cho nên là ta sẽ đánh giá được là cái dịch này nó sẽ lan tỏa như thế nào. Thế thì bây giờ ta biết là sẽ có 3 khoang của khoang sau phúc mạc, hai mặt phẳng chính. Thế thì dịch ở khoang cạnh thận trước, khi các bạn thấy dịch ở khoang cạnh thận trước, các bạn nghĩ đến cái gì? Các bạn nghĩ đầu tiên đến viêm tụy cấp. Cái khoang cạnh thận trước là chứa cơ quan nào? Tụy D2, D3, tá tràng và đại tràng thẳng dưới tràng trái. Vậy khi có cái tổn thương ở cái khoang cạnh thận trước, các bạn nghĩ ngay đến cái tổn thương ở cơ quan đó. Một là thủng đại tràng, hai là thủng tá tràng, ba là viêm tụy cấp. Đấy, tất cả các cái trường hợp có thể dẫn đến một cái dịch ở khoang cạnh thận trước. Thế thì tất cả các cái này, viêm tụy, chấn thương tụy, thủng, chấn thương tá tràng, chấn thương nó phải vỡ mặt sau của D2, bởi vì cái D2 là nó cố định và nó sẽ, khi ấy nó sẽ D2, D3 nó sẽ đập vào cái cột sống phía sau và nó gây vỡ tá tràng. Thế còn dịch ở khoang quanh thận thì chứa chủ yếu là thận và đoạn đầu niệu quản, cho nên là các bạn thấy là khoang quanh thận đấy. Còn cái vỡ phình động mạch chủ thì không phải khoang quanh thận mà khoang sau thận, mặt phẳng sau thận. Thế còn cái dịch mà ở khoang cạnh thận sau thì không có chứa cơ quan nào. Các bạn nhớ đấy nhé, khoang cạnh thận sau là không có cơ quan, chỉ chứa mỡ, mô liên kết và thần kinh. Cho nên là cái khoang cạnh thận sau nếu có gặp tổn thương thì một là tổn thương chấn thương, hai là tổn thương là u, ví dụ như u dây thần kinh nó đi ra từ cột sống, hoặc là các cái tổn thương di căn xương cột sống, ở xương cột sống mà nó phá hủy các cái khối bên dẫn đến khối ở bên đó, hoặc là một cái chấn thương gãy mỏng ngang vỡ thân đốt sống đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái dịch ở khoang cạnh thận sau. Đây các bạn nhớ, như đã nhấn mạnh nhiều lần, các bạn bình thường các bạn không phân biệt được về các cái giới hạn của khoang phúc mạc và khoang sau phúc mạc, cũng như các cái thành phần các cái khoang của khoang sau phúc mạc. Nhưng khi mà có tổn thương bệnh lý, các bạn nhìn thấy có một cân nó chắn luôn cái chắn ngay cái dịch này. Thế mà các bạn sẽ thấy dịch đọng ở ngay thì khoang cạnh thận trước bên trái. Và cái này là dấu hiệu đặc trưng của một cái viêm tụy cấp. Khi mà dịch nó đọng ở khoang cạnh thận trước trái và kèm dày của cân thận trước. Đấy, các bạn nhớ đấy, cân thận trước là dày và nó tạo nên một cái hàng rào, một cái giá đỡ để không cho cái tổn thương nó lan vào
khoang lan ra phía sau, lan vào khoang quanh thận, lan ra phía sau, và nó từ đây và nó sẽ gọi là dịch khoang cạnh thận trước. Đây, trong cái trường hợp này cái nhân viên tụy cấp rất là nặng. Các bạn nhìn thấy cái cân thận trước này nó dày lên và nó đỡ cái dịch hoàn toàn nằm ở phía trước của tụy. Đây là một cái dấu hiệu nữa, các bạn nhìn thấy không? Đó, ranh giới rất rõ. Đây, các bạn nhìn rõ cân thận trước nó dày lên và dịch hoàn toàn nó chắn dịch, như là một cái đê chắn, chắn dịch của viên tụy nó nằm ở phía trước là gì? Đó, đọc một cái cân nón bên này, khoang mặt phẳng nó. Thế và đây có dày của các cái vách quanh thận cũng như là cân thận sau bắt đầu dày lên. Đấy, và đây một cái trường hợp viêm tụy cấp mà dịch quanh tụy, dịch quanh tụy và chỗ này là cân thận trước trái đâu đó, và đây là dịch của khoang cạnh thận trước. Các bạn nhìn thấy cái đại tràng đấy, đại tràng trái đây, và chắc chắn đại tràng trái nằm sau khung mặt thì toàn bộ cái tổn thương đây sẽ là nằm sau khung mặt. Đây là một cái trường hợp dịch của khoang cạnh thận sau, trong một cái trường hợp mà có một cái tổn thương, tổn thương vỡ của cái hõm ngang của ngay sau của hõm ngang của cái đốt sống này, đấy, và có máu tụ ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy cơ thắt lưng này nó cũng bị đụng giật, phù nề chảy máu lên ở đây, chảy dịch máu khoang cạnh thận sau, nó đẩy toàn bộ thận và khoang quanh thận ra trước để lồi lên. Các bạn thấy, và lúc này các bạn nhìn thấy rất rõ cân thận sau bị đẩy phồng này. Đó, đây là mặt ngang và đây là cân thận sau đẩy lồi lên trước. Đây là một cái trường hợp nữa, các bạn sẽ nhìn thấy cái giới hạn rất rõ của cái một cái bệnh nhân viêm tụy cấp, và đây là cân thận trước nó chắn cái dịch, dịch nó đọng lại ở khoang cạnh thận trước. Thế đọng lại ở khoang cạnh thận trước đây rồi, khoang quanh thận hoàn toàn được vẫn còn nguyên vẹn, không có bị tổn thương gì cả, và dịch này nó sẽ len lỏi theo cái mặt phẳng giãn cân, có nghĩa là có cân thận trước, cân thận sau, và các cái chỗ này cân thận trước, cân thận sau chập lại tạo một chẽ chạy vòng lên đây nối với cái mặt sau của gan với khoang Morrison. Thì các bạn thấy dịch nó đọng luôn vào các cái mặt phẳng giãn cân này, cân thận trước, cân thận sau và cân nón bên đây, và các bạn nhìn thấy dịch khoang quanh thận vẫn còn được nguyên bảo tồn nguyên vẹn, mỡ quanh thận rất đẹp, không có vấn đề gì, và dịch đây khoang cạnh thận trước và khoang cạnh thận sau tất cả nó chảy xuống đây và nó chảy xuống theo cái đường gian cân kết hợp, có nghĩa là chỗ này cân thận trước và cân thận sau nó chập lại và nó dính với nhau và nó chạy xuống, nó bám sát vào cái tiểu khung thành của chậu hông, và lúc này ta nhìn thấy là toàn bộ đây dịch nó sẽ len lỏi theo cái mặt phẳng gian cân, nó chạy xuống cái tiểu khung. Thế khi mà chạy xuống cái tiểu khung này nó chạy xuống đâu? Đó, đây là dịch quăng cạnh thận trước rồi nó len lỏi qua đây, qua cả ra rồi quăng cạnh thận sau đây. Đó, nó chạy xuống dưới. Thế thì chạy xuống tiểu khung nó sẽ chạy theo cái đường nào? Đại đa số là nó sẽ qua cái mặt phẳng giãn cân kết hợp đây. Đây, nó chạy đây. Và chỗ này các bạn nhìn thấy bó mạch chậu sát đây, thì nó sẽ nằm phía trong bó mạch chậu, phía trong bó mạch chậu nhé. Các bạn nhìn thấy dịch chạy phía trong bó mạch chậu. Đó, đây là một cái tổn thương dịch. Dịch ít gặp hơn đó là đây là bó mạch chậu đây, các bạn nhìn thấy dịch chạy phía trong bó mạch chậu, giữa bó mạch chậu và cơ thắt lưng. Cái này thì ít gặp rồi các bạn, nếu như nhưng mà nó ít gặp nhưng lại rất đặc hiệu. Đó, rất đặc hiệu. Còn cái loại hình thứ ba nữa cực kỳ đặc hiệu nữa, đó là ở khoang trước bảng quang, khoang rectivit, khoang mỡ trước bảng quang, nó chạy ra đây. Còn dịch Dukla thường nó sẽ đọng ở đằng sau cùng đồ, nó nằm ở phía cùng đồ đây, nhưng mà dịch ở này nó lại chạy ra, nó nằm ngay phía trước bảng quang. Thì các bạn sẽ thấy đây là dịch ở khoang quanh thận đây, đây cân thận đây, đó, cân thận nó dày lên,
dịch này hoặc quanh thận. Thế mà các bạn nhìn thấy nó chạy chạy đây, chạy sát cái bó mạch chậm này, chạy phía trong bó mạch chậm đấy, nó chạy xuống dưới đấy, chứ nó không nằm ở dưới cái vị trí của khung đồ mình nhiều lắm. Thế và đặc biệt đây là các bạn nhìn thấy dịch này nằm bàng quang, một phần nó có thuốc đây, một phần nó có sông bàng quang đây, và dịch nó nằm ở khoảng trước bàng quang, khoảng trước bàng quang ta sẽ thấy có một cái cục chút dịch đọng lại nó. Các bạn có phần này các bạn có thấy dễ hiểu không? Có lan man quá, có tóm lại được vấn đề. Tua lại cho các bạn nhớ là các cái khi mà có dịch, tổn thương dịch ở các cái khoang sau phúc mạc thì các bạn nhớ, nếu như mà dịch ở khoang cạnh thận trước thì gặp trong những trường hợp nào, khoang quanh thận gặp trong trường hợp nào, khoang cạnh thận sau thì gặp trong những trường hợp nào. Đó, các bạn phân biệt cho tôi cái máu tụ dưới bao và máu tụ quanh thận. Đấy, các bạn nhớ các cái đặc điểm của một cái túi nước tiểu, hai cái đặc trưng là điểm rất là đặc thù của máu. Thế còn các cái khác thì đơn giản, cái viêm nhiễm trùng thì giống như ở thận rồi. Đó, nhớ cái dấu hiệu này, nhớ cái dấu hiệu máu tụ đang chảy bất kỳ ở cơ quan nào, ví dụ như là bị bệnh nhân vỡ phình mạch lách, vỡ phình mạch thận, vỡ phình mạch gan. Câu hỏi của bác sĩ lâm sàng người ta đặt ra là máu này còn đang chảy tiếp tục hay không còn đang chảy, các bạn mà các bạn kiên thuốc và các bạn nhìn thấy dấu hiệu. Rất tiếc là ở đây ta bị trước có thì không có cái dấu hiệu flame sign. Sang cái phần u sau phúc mạc, như đã nói với các bạn ấy, cái u sau phúc mạc thì rất ít gặp. Thứ nhất là rất ít gặp so với các cái u khác, thì có lẽ nhiều người cả đời làm nghề rất gặp một vài ca đấy. Cái thứ hai nữa là nó rất là nhiều, lắc nhắc đa dạng, chứ không như là u gan thì chỉ có vài ba cái, u thận thì cũng là ba cái, u sau phúc mạc lộn lốc. Bởi vì làm sao, bởi vì cái tất cả các cái khoang sau phúc mạc nó liên quan đến cái bào thai rất là nhiều trong cái quá trình phát triển các cái di tích mầm lại của bào thai. Ví dụ một cái teratom cổ trứng là cái u trung bì, các bạn có thể thấy gặp ngay ở khoang sau phúc mạc đặc trưng. Thế và các bạn thêm một cái nữa là u sau phúc mạc nó nằm ngay phía sau đó, và khoang sau phúc mạc thì ngoài chứa thận ra cái động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới thì nó nằm ngay phía trước cột sống rồi. Khoang sau phúc mạc ngoài chứa thận ra thì nó hầu như là không còn cái cơ quan nào khác ở đây. Cho nên là cái u sau phúc mạc ấy, nó lại nằm phía sau nữa. Khi mà có khối u ấy thì thường phát hiện ra rất là muộn, và thường khi phát hiện ra thì khối u thường có kích thước rất lớn. Đó, các bạn nhớ cái đặc trưng của nó. Thế cho nên là khi mà có kích thước lớn rồi thì người ta không biết là cái khối u này là u xuất phát từ đâu. Thế và lúc đó cái vấn đề đặt ra, vấn đề chẩn đoán bản chất trở nên rất là khó khăn. Gần đấy các cái dấu hiệu nó kết lại hợp lại thì ta thấy chẩn đoán của u sau phúc mạc ấy thường là gây cái khó khăn của chúng ta, nếu như chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng. Thế thì đầu tiên ta sẽ đi vào các cái đặc điểm chung. Đặc điểm chung đầu tiên các bạn phải nhớ là đó là cái chẩn đoán của u sau phúc mạc ấy, định nghĩa của nó là các u ở khoang sau phúc mạc nhưng mà ngoài các cái cơ quan đang nằm ở trong phúc mạc, ví dụ như u thận,
không phải gọi là u sọ phúc mạc, và u tuyến thượng thận không phải u sọ phúc mạc, u niệu quản tất cả các cái phúc mạc không phải u sọ phúc mạc, các cái đó là đã có cơ quan chỉ điểm rồi. U sọ phúc mạc này là hoàn toàn nằm ở khoang sọ phúc mạc nhưng mà ngoài các cái cơ quan này. Đó. Thế và cái mục đích của chúng ta trên các lớp vi tính thì ta có sẽ có phân biệt được là cái u dịch hay u đặc hoặc là u lành hay u ác. Thì do kích thước to khi phát hiện và chồng chéo giữa khối u nọ và khối u kia, cho nên là các bác, các bạn phải đặt ra cái bước, từng bước một để tiến hành chẩn đoán. Đầu tiên các bạn nhớ là khối u này nó ở trong ổ bụng hay khoang sọ phúc mạc. Đầu tiên các bạn trong câu đó. Cái câu thứ hai nữa là các bạn nhận biết được là cái khối u này nó phát triển từ đâu. Đó. Đôi khi nó lại phát triển từ cái thành của tá tràng, đôi khi nó phát hiện triển từ một cái hạch, một cái nhóm hạch dọc cái cột sống. Đó. Thì lúc đó ta sẽ phân biệt được, nhận biết được cái cơ quan nó phát triển từ đâu. Và sau đó thì đánh giá được cái tính chất lan rộng của nó. Và cuối cùng các bạn nhớ là dựa vào tuổi, giới và cái tiền sử lâm sàng. Tiền sử lâm sàng ở đây các bạn như thế nào? Ví dụ như là một cái khối máu, khối tụ nước tiểu sau phúc mạc thì người ta xếp vào cái khối u sau phúc mạc, khối u gì đó. Cái đầu tiên các bạn, mục đầu tiên xác định vị trí cái khối u này là khối u sau phúc mạc. Các bạn dựa vào đâu? Dựa vào cái dấu hiệu là nó sẽ đẩy các cái cơ quan của khoang sọ phúc mạc ra phía trước, thấy không? Hoặc là bọc quanh các cái mạch máu, đẩy các cái mạch máu của khoang sọ phúc mạc, bọc quanh hoặc đè đẩy các mạch máu của khoang sọ phúc mạc. Như cái trường hợp này, một khối u rất to ở đây, đó, nằm lơ lửng ở đây, các bạn không biết nó là ổ bụng hay khoang sọ phúc mạc. Thế và các bạn nhìn thấy đây là đại tràng, đại tràng trái, cái đại tràng trái được đẩy phía trước, thì các bạn chẩn đoán đây khối u sâu. Đó. Thế và một cái khối u đây bọc quanh các cái mạch máu của khoang sọ phúc mạc, đây là động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới, bọc quanh và đẩy, có xu hướng đẩy các cái mạch máu ra trước, thì các bạn đây chẩn đoán đây là một cái khối u sọ phúc mạc. Đó là hai cái dấu hiệu để các bạn nhớ, là ví dụ ở dưới tiểu khung, khối u dưới tiểu khung nó hết đại tràng rồi, các bạn thấy là nó sẽ đẩy niệu quản ra trước, khối u nó đẩy niệu quản, các bạn căn cứ vào cái niệu quản, đường đi của niệu quản chụp ở cái thì muộn, các bạn nhìn thấy khối u nó đẩy niệu quản ra trước thì các bạn có thể chẩn đoán trong cái khối u sau các bạn. Thì thứ hai nữa các bạn nhớ đó là cái lan rộng của cái khối u, ví dụ như là khối u nó theo phân bố của cái hệ bạch mạch thì các bạn nhớ là thường u nang bạch huyết, cái cystadenom của nang bạch huyết, và hoặc là cái khối u nó nằm ngay trên đường đi của dây thần kinh, ví dụ như là nằm ngay ở cái lỗ tiếp hợp của cái đốt sống thắt lưng, lưng thắt lưng là cái dây thần kinh chui qua đó, thì các bạn có thể chẩn đoán được là một cái u thần kinh. Đó, các bạn dựa vào cái lan rộng của cái khối u này. Một cái đặc điểm nữa để các bạn nhận thấy, ví dụ một khối u nó bọc quanh nhưng mà không làm hẹp lòng mạch, không đè đẩy nhiều, bọc quanh các mạch máu, thì các bạn thường nghĩ đến một cái u lành khô. Nó giống như ở trên trung thất thôi. Khi mà các bạn thấy một cái tổn thương nó giống như là các bạn cứ tưởng tượng ra là các cái mạch máu ở các thành phần của trung thất nó như là các cái trụ cột của bê tông ấy. Thế và các cái tổ chức bất thường này nó rót vào đấy như là mình đổ xi măng vào. Thế và các cái trụ cột bê tông kia nó bị bọc quanh nhưng mà nó không bị vẹo vọng đè đẩy gì cả, thì các bạn có thể chẩn đoán đó là u lành khô. Ở ngực cũng thế và ở sau phúc mạc cũng vậy.
Thế và các bạn nhớ là cái dấu hiệu của cái u hạch lympho ở trung thất đó là dấu hiệu gì? Dấu hiệu ống khói, nó chạy tuốt một cái này, ống khói nó chạy tuốt từ lấy dưới lên một cái ống hình thẳng đứng chạy ở trong trung thất và xung quanh các cái mạch máu động mạch chủ rồi là các cái động mạch xuất phát từ qua động mạch chủ trở lên là tổ chức lympho nó đổ quanh đấy, nó bọc quanh đấy và nó tạo thành một cái ống dấu hiệu ống khói. Thế còn các cái khối u mà nó cứ len lỏi giữa các cái cơ quan nhưng mà nó không đè đẩy thì các bạn chẳng nhớ là u nang bạch huyết. Thế và cái thứ ba nữa, sau khi nhìn các cái thành phần của các cái đặc điểm lan rộng của cái khối u đấy rồi, nó có bọc quanh mạch máu hay không, nó có nằm trong cái đường đi của các cái hạch thần kinh hay không, thì các bạn tiếp theo đó là các bạn xem cái khối u này thành phần của nó là gì. Nếu như nó là mỡ, rất đơn giản đấy, có các thành phần mỡ. Cái thứ hai nữa là u hoại tử đấy, như đã nói với các bạn hôm qua là các cái khối u mà nó có hoại tử trong u là thường cái độ ác tính nó rất là cao, thì thường nó có hoại tử trong u. Thế thì nếu như có cái thành phần hoại tử thì ta phải định hướng ra các cái khối u có độ ác tính cao. Các khối u có nền nhầy, có nghĩa là như thế nào? Cái nền nhầy này là nó gần như là một tổ chức nhầy, và cái này mình phát hiện đặc trưng trên cổng từ thôi, chứ trên các lớp vi tính mình nhìn cái nền nhầy nó tương đối khó. Nó sẽ tăng trên cả T1 và T2 và trên cái xung xoáy mỡ nó sẽ ngấm thuốc muộn. Thế và cái thành phần nang của trong u, thành phần vừa dịch vừa nang, thì các bạn có thể nghĩ đến một cái u của dây thần kinh. Thế và cuối cùng các bạn căn cứ vào các cái dữ liệu lâm sàng để hỏi, ví dụ các khối u hay gặp ở nam giới đó là một cái u nang bạch huyết hay fibrosis cystic. Các khối u hay gặp ở nữ trong sinh mạc mà có mỡ có vôi thì các bạn nhớ đến một cái teratom đấy, hoặc là một cái kén thượng bì, kén của ống Wheeler đấy. Nếu như mà bệnh nhân có tiền sử chấn thương hoặc can thiệp thì các bạn nhớ cái khối u này có thể là một cái mieloma mãn tính hoặc là một khối mô bụng mãn tính. Một cái nữa, tí nữa cái phần thượng thận thì các bạn sẽ nhớ một cái tăng huyết áp, một cái tăng huyết áp kịch phát, có cơn kịch phát của người trẻ, các bạn hay nghĩ đến gì? U tủy thượng thận đó, u tủy thượng thận mà các bạn chụp các lớp vi tính lên thấy tuyến thượng thận bình thường và một thấy một cái cấu trúc khác nó nằm khoảng sau phúc mặt thì đó là cái này, u cận hạch. U cận hạch này nó rất đặc trưng ở trên hình ảnh các lớp vi tính và cổng từ và nó gần coi như là một cái thì chính ra cái u tuyến tủy thượng thận nó cũng gọi là u cận hạch nhưng mà một cái ngôn từ khác mình đảo ngược lại thì có nghĩa là như là u thượng thận lạc chỗ. Các bạn có thể dùng từ này nhưng mà gọi là gốc nguyên bản của nó đó là u cận hạch đấy, một paragangliomavà nó sản xuất ra catecholamine và nó gây tăng huyết áp đấy. Nếu đấy, các bạn nhớ các cái đặc điểm về lâm sàng nó sẽ giúp ích cho bạn các cái chẩn đoán như vậy. Bây giờ ta trước mắt ta sẽ đi vào một số các cái khối u lành tính mà các bạn nhìn ra các bạn có thể chẩn đoán được ngay. Đầu tiên đó là u nang bạch huyết hay gặp ở nam giới đó, thì các bạn sẽ thấy một cái đặc trưng rất rõ là một cái khối u ở khoang sau phúc mặt. Thế và tại sao các bạn nhìn thấy ở đây nó đẩy đại tràng ra trước ấy? Các bạn không nhớ, mặc dù ở trên này các bạn có thể như là thấy nó nằm trong ổ bụng nhưng cái u nang bạch huyết này các bạn thấy có thể nó nằm ở trong ổ bụng nhưng mà đây là một cái u ở khoang sau phúc mặt nó nằm phía trước thận nhưng mà đẩy đại tràng ra trước. Thì các bạn sẽ thấy một cái cấu trúc u mà bờ nó thùy múi.
bơ nó thì muối mà dịch nó hết sức thuần khiết, dịch nó trong như là dịch ở bằng quang nước tiểu hoặc là túi mật đó, dịch thuần nhất, bơ thì muối và bên trong có các cái vách. Đặc biệt là các bạn thấy cái ổ nhỏ li ti nó chạy đây, đây ổ nhỏ li ti nó chạy chạy xung quanh đây. Thế mà nó tạo thành các cái mũi đây và dần dần nó có cái xu hướng hợp nhất lại. Thì các bạn chẩn đoán, khẳng định luôn chẩn đoán là một cái u nang bạch huyết. Các thầy có bảo các anh chẩn đoán bác học ngang với lại giải phẫu bệnh là vâng, trên y văn người ta đã mổ xong ca này thì 100 ca đều là u nang bạch huyết rồi. Thế và các bạn thấy là một cái hết sức đặc trưng và nó cứ len lỏi các cái nang con này, nang bé bé này, nó cứ len lỏi giữa các cái cấu trúc xung quanh nhưng mà nó cũng đẹp ở nhiều. Thì các bạn nhớ đó là một cái u nang bạch huyết, và cái này một cái dấu hiệu lâm sàng nó hay gặp ở nam giới. Một cái u mỡ thì rõ quá rồi nhưng mà cũng không rõ đâu, không dễ đâu các bạn. Các bạn siêu âm không thấy, các bạn chụp X quang lên không thấy, và các bạn chụp đôi khi các bạn chụp cắt lớp vi tính không thấy. Bởi vì là làm sao? Bởi vì nó là tỉ trọng mỡ. Mỡ nó thuần khiết. Mỡ nó như là mỡ của con sóc phúc mạc, và các bạn chỉ dựa vào cái dấu hiệu đè đẩy thì các bạn chẩn đoán đây là u mỡ. Đây ví dụ như bệnh nhân này chụp lên, chụp bụng không chuẩn bị, các bạn thấy một cái đám đen xỉ đấy. Các bạn tưởng phim nó bị cháy vô lê. Thế nhưng mà sau khi mà chụp cận tử các bạn thấy một mảng tăng tín hiệu trên cái xung T1 ở ngay cái vị trí này. Và nó sẽ đè đẩy quả thận. Cái dấu hiệu, nếu không có cái dấu hiệu đè đẩy này, các bạn nhìn thế này thì các bạn cũng rất khó phân biệt. Nhưng mà khi có dấu hiệu đè đẩy rồi, các bạn chẩn đoán đây một cái u mỡ. Đặc biệt trên các lớp vi tính, các bạn nếu như không có dấu hiệu đè đẩy, các bạn không thể phân biệt đây là một cái u mỡ. Đây, một cái đám tổn thương khoảng không các bạn. Mỡ thuần khiết và đẩy đại tràng ra trước, đẩy thận phải vào trong. Đây các bạn, cái này các bạn chẩn đoán 100% u mỡ đến cổ. Rõ chưa? Gặp cái này các bạn khám ngay được. U cơ mỡ mạch thì u cơ mỡ mạch như hôm bài thận ta nói rồi, các bạn có thể thấy được. Các bạn thấy được ở trên cắt lớp vi tính thấy ở u thận, nhưng mà cái u cơ mỡ mạch này các bạn có thể thấy được khoang sau phúc mạc, hoặc là kết hợp nó vừa ở thận vừa ở khoang sau phúc mạc. Ở đây gặp một số cái trường hợp mà cái u cơ mỡ mạch nó rất to, nó phát triển ở thận thì một ít, xong rồi toàn bộ nó chủ là phát triển lan rộng ở khoang sau phúc mạc. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó cũng giống tỉ trọng mỡ thôi, thế nhưng mà nó xen lẫn các cái mạch máu, cấu trúc mạch không đều, và các cái mạch máu này thành nó rất mỏng mảnh ở bên trong có cái dạng phình dẫn đến chảy máu trong cái khối u. Ở đây các bạn nhìn thấy, các bạn chẩn đoán duy nhất, các bạn chẩn đoán giữa một cái u cơ mỡ mạch này với lại một cái ung thư liposarcoma, ung thư mỡ, thì cái ung thư mỡ nó cũng có các cái thành phần đặc ở trong một nhóm thuốc, nhưng nó không có cấu trúc dạng ống như thế này, và các cái thành phần ở trong nó là thành phần đặc của nhóm thuốc chứ không phải là các cái mạch, các cái cấu trúc dạng ống của mạch máu của nhóm thuốc như này. Đây là một cái khối u thận vừa khoang sau phúc mạc đẩy đại tràng ra trước, các bạn nhìn thấy chẩn đoán ngay một u sau phúc mạc đẩy đại tràng ra trước. Các cái khối u lành tính thì có gần đấy. Bây giờ sang các cái khối u ác tính, cái này cũng là khó đấy. Lành tính thì các bạn biết rồi, bây giờ khối u ác tính thì các bạn nhớ là có 4 loại mà các bạn bắt buộc phải nhớ là 4 loại. Chỉ có con sóc nặng và nó có cái dấu hiệu rất đặc trưng của sắc cung mỡ, sắc cung cơ trơn, u sơ tương bào và sắc cung cơ vân. Sắc cung cơ vân này thì hay gặp ở trẻ em, còn tất cả các cái trường hợp này là gặp ở người trẻ.
Thế thì tại sao lại nói như thế? Bởi vì bốn cái loại u này xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4 này là cái thứ bậc nó cái này hay gặp nhất, sau đến cái hay gặp thứ gì, cái này hay gặp thứ ba, cái thứ cuối cùng này, bốn cái. Còn các cái còn lại thì đương nhiên là sẽ có nhưng mà nó rất hiếm và đôi khi là chẩn đoán chúng ta sẽ lúng túng. Thế thì cái sắc cô mỡ là chiếm tới 33% cơ. Có bao nhiêu cái sắc cung của khoang sọc phúc mạc, u ác tính của khoang sọc phúc mạc? Các bạn có biết sắc cung với phân biệt sắc cung với lại adeno carcinoma, carcinoma với sắc cung không? Có hiểu cái từ đấy không? Carcinoma với sắc cung khác nhau thế nào? Biết giơ tay. Không biết à? Về mô phôi thì có 3 loại, 3 lớp. Đầu tiên tất cả chúng ta hoặc là các cái động vật có vú chỉ có 3 lớp thôi. 3 lớp. Xuất phát từ nguyên thủy chỉ có 3 lớp là lớp ngoại bì, trung bì và nội bì. Thế thì thằng ngoại bì thì trở thành da đông không nói làm gì được. Thế nhưng mà cái thằng trung bì đó là nó sẽ phát triển thành cơ, xương. Hệ cơ xương khớp là tất cả các cái đó là từ trung bì mà ra. Và tất cả các cái ung thư của trung bì thì gọi là sắc cô. Các bạn có nhớ biết, nhớ chưa? Ung thư của trung bì thì gọi là sắc cô và ung thư của nội bì thì gọi là gì? Carcinoma. Ví dụ như là ung thư của các tạng, tạng là gan, mật, rồi là ống tiêu hóa, rồi là phổi, tụy, các thứ, tất cả là carcinoma, adenocarcinoma. Đó là xuất phát từ cái nội bì thì sẽ phát triển thành carcinoma. Còn trung bì sắc cô. Cho nên là khi mà nói đến ung thư cơ xương khớp, các bạn nhớ mà luôn luôn trong đầu không có cái chuyện mà carcinoma nữa nhá. Nó là sắc cô. Sắc cô xương, sắc cô cơ vân. Thế thì ta có bây giờ sắc cô mỡ, mỡ là cũng từ trung bì ra. Thế thì nó chiếm 33% sắc cô của khoang sọc phúc mạc. Và như các bạn nói với các bạn này, một cái ung thư mà phát hiện, khi mà đã phát hiện ra thì kích thước nó thường đã rất lớn rồi, trên 20 cm. Đấy, các bạn nhớ là trên 20 cm khi đã phát hiện ra rồi. Và cũng tầm tuổi trung niên, hơi chuyển về trước về hưu, có nghĩa là trước khi về hưu, tuổi cuối về hưu. Và các bạn nhớ là nó chẳng khác gì cái lipom là u mỡ bình thường cả, nhưng mà nó xen lẫn với cái thành phần mô mềm ngấm thuốc cả qua đó. Các bạn nhớ để phân biệt giữa cái lipom thường và sắc cô mỡ là có thành phần mô mềm ngấm thuốc cả qua. Đây chỉ là một cái thể điển hình của sắc cô mỡ. Còn các cái thể không điển hình của sắc cô mỡ, các bạn chịu, tôi cũng chịu và phẫu thuật viên cũng chịu, có nghĩa là không có thành phần mỡ nào bên trong, chỉ có mổ ra người ta mới biết đó là ung thư mỡ thôi. Đó, và đây chị nói, đang nói với chúng ta, đang nói đến cái thể điển hình. Đây là một cái thể mà hay gặp nhất. Các bạn nhìn thấy nó khác với một cái u cơ mỡ mạch nhé. Đây là các cái vách tổ chức xen lẫn cái thành phần mô mềm có ngâm thuốc cản quang chứ không phải mạch máu. Trong u cơ mỡ mạch đó là các cái mạch máu thì ống giãn loằng ngoằng và chủ nhân tiêm thuốc mà các bạn thấy nó giãn ở trong cái tổ chức mỡ này. Còn đây là các cái vách tổ chức ngâm thuốc cản quang thì các bạn chẩn đoán đây là một sắc cô mỡ. Đó, nó khác với ung thư mỡ. Đây là một cái thể khác là giữa cả mỡ và cả cái tổ chức đặc. Đó. Thì cái tổ chức đặc này nó có ranh giới
nó có phần nó có danh dự không rõ và có phần có danh dự rõ, nhưng mà đây tổng thể của khối u là khối u này, các bạn đừng chăm chú vào cái phần đặc này thôi, các bạn chẩn đoán u mà các bạn nhìn thấy có cái thành phần mỡ bên cạnh đây nó đè đẩy các cái cơ quan lân cận đây thì các bạn có thể chẩn đoán ngay được nó là sắc u trong cái thể này. Còn hai thể này tôi và các bạn điều trị không có một tí mỡ nào cả. Đấy, một cái sắc u mỡ thể nền nhầy, nó chứa toàn bộ dịch nhầy ở trong, và thể này là thể không thể phân biệt được các u khác, không thể chứa được mỡ, và khi mở ra thì người ta chẩn đoán là một cái sắc u mỡ và thể đa hình thái. Nhưng mà cũng may thay là hai cái thể này nó hay gặp nhất là thể này. Thể này các bạn có thể nhìn ở đây, các bạn chẩn đoán ngay có cái thành phần mỡ và thành phần đặc nấm thuốc. Tỷ lệ phần đặc trên phần mỡ phụ thuộc vào cái thể biệt hóa cao hay là thể loãng hóa. Cái loại thứ hai là ung thư của cơ xương, là loại gặp hay gặp thứ hai ở trong sọc niêm mạc. Thế thì nó là xuất phát, đã gọi là ung thư cơ xương thì nó phải xuất phát từ tế bào của cơ xương của khoang sọc niêm mạc hoặc các mạch máu. Thế cái này cũng loanh quanh tầm trước về hưu 50 đến 60 tuổi, và cái này là hay gặp ở nữ. Một cái đặc trưng nữa là phát hiện ra kích thước thường rất lớn, các bạn đã phát hiện ra nó rồi. Và người ta chia ra làm 3 loại, loại ngoài mạch máu, trong mạch và loại hỗn hợp. Thế thì cái ung thư của cơ xương này là khi mà kích thước u lớn thì thường nó hoại tử, chứng tỏ cái độ ác tính của nó rất cao. Thế thì các bạn biết là các bạn thấy một cái khối u mà kích thước lớn, đặc, có hoại tử ở khoang sau phúc mạc, thì các bạn nghĩ đến một cái ung thư cơ xương, bởi vì nó hay gặp nhất, chiếm 28%, sau, đứng sau cái u mỡ, sắc u mỡ. Một cái điểm các bạn cần phải hết sức đặc trưng, các bạn nhìn cái các bạn chẩn đoán được ngay, đó là thể mạch máu của cái ung thư cơ xương này. Đây, một cái khối u khoang sau phúc mạc kích thước lớn, hoại tử. Đó, các bạn nghĩ ngay đến, bởi vì nó là đứng hàng thứ hai thôi, không có gì cả. Tôi cũng nghĩ đến u to, ranh giới không rõ mà có hoại tử, thì tôi nghĩ đến một cái ung thư cơ xương. Đó, các bạn chẩn đoán vậy. Thế bạn, và cái ranh giới khi mà khối u to này thường cái ranh giới nó không rõ, đè đẩy xâm lấn các cái cơ quan xung quanh. Thế mà có một cái điểm để như nói với các bạn, đó là các bạn cái thể mạch máu, đây là một cái sắc khôn cơ trơn của tĩnh mạch chủ dưới. Đây các bạn nhìn nó rất đặc trưng, và các bạn nhìn thấy hình ảnh này các bạn có thể chẩn đoán ngay được một, đó là sắc khôn cơ trơn của tĩnh mạch chủ dưới. Và đây nó lan sang cả tĩnh mạch thận, mà các bạn nhìn thấy khi tiêm thuốc có thành phần nấm thuốc ở bên trong. Đó, thì các bạn nhớ một cái đặc điểm của cái khối u này với cái huyết khối trong lòng, đó là nó các cái này nó ở thành ngoài, nó cơ trơn là cơ ở ngoài chứ nó không phải nằm ở trong lòng. Thế nó vào nó sẽ có dấu hiệu ép dẹp từ ngoài vào trong thôi. Có thể là thuốc nó vẫn lưu thông qua tĩnh mạch chủ dưới bình thường, nhưng mà còn nếu như huyết khối nó nằm ở trong lòng, các bạn thấy cái hình huyết sáng ở cái thuốc nó bao quanh, nhưng mà tiêm thuốc lên nó sẽ ngấm thuốc, nó giống như một cái khối u này và nó sẽ ngấm thuốc, đặc trưng của nó vẫn là ngấm thuốc mạnh không đều. Cái này các bạn có thấy nó đặc hiệu không, rất đặc trưng. Đấy là một cái sắc côn của tĩnh mạch chủ dưới, sắc côn cơ xương. Cái loại này là loại hay gặp thứ ba. Đấy, và hay gặp ở nam giới, tuổi cũng tầm đấy. Và cái này có một cái để các bạn phân biệt. Thứ nhất là ranh giới nó không rõ, độ ác tính nó cao hơn cái ung thư cơ trơn kia. Và cái thứ hai nữa là nó có vôi. Để mình phân biệt với cái ung thư cơ trơn, ung thư cơ trơn thì ít khi có vôi. Thế nhưng mà cái u sơ tương bào ác tính thì tạm ra nhiều.
thì nó hay gặp vôi hóa. Và các bạn nhớ là cái ung thư của cơ xương này hay gặp ở nữ, trong khi đó ung thư sơ cương mà hay gặp ở nam, tuổi tầm như vậy. Thế và khối u cũng thường có kích thước lớn và cái độ ác tính nó rất cao. Các bạn nhìn thấy một cái khối u đây to, ngấm thuốc hoại tử và có vôi đó, xâm lấn rất rõ, xâm lấn bàng quang, xâm lấn đại tràng, manh tràng, xâm lấn cơ chậm thì rất rõ khối u. Đấy, có xâm lấn xung quanh. Và cái ung thư cơ vân thì đương nhiên nó phải xuất phát từ cơ vân rồi. Các bạn sẽ thấy nó ở khoang sau phúc mạc hay gặp nhất, nó từ cái cơ thắt lưng mà đi ra. Các bạn nhìn thấy ở đây một bệnh nhân mà cái khối u nó xuất phát từ cái cơ thắt lưng và nó lấn vào cái khoang sau phúc mạc và cấu trúc nó to, nó không đều. Và cái rhabdomyosarcoma hay gặp ở trẻ em có 4 loại thì 3 loại là gặp ở tuổi trước về hưu 50 đến 60. Phân biệt giữa cái ung thư cơ trơn và ung thư cơ vân và cái ung thư u sơ tương bào ác tính dựa vào giới. Ngoài dựa vào giới, các bạn dựa vào đặc điểm vôi hóa. Còn cái cậu này, các bạn nhớ rhabdomyosarcoma rất hay gặp ở trẻ. Một loại ác tính nữa. Đây là hết các loại ác tính rồi, các bạn chụp loại ra. Còn các cái loại này thì loại nó rất đặc trưng. Nó là một cái u của dây thần kinh hoặc u sơ thần kinh, đặc biệt là nói các bạn là u cận hạch. Đấy. Thế thì cái u này, u của dây thần kinh này, các bạn nhớ là đặc điểm của nó là nằm trên đường đi của dây thần kinh. Đó. Như u nang bạch huyết, u hạch bạch huyết, các bạn nhìn thấy trên đường đi của hạch bạch huyết thì u mà các bạn chẩn đoán có nguồn gốc thần kinh, một trong những dấu hiệu là nằm ở trên đường đi của các dây thần kinh. Cái khối u này nó giống như cái khối u tương màn nó có vôi hóa, nhưng mà cái cấu trúc của nó có thể nó bờ đều, nó rõ nét hơn, chứ nó không, cái độ ác tính nó không cao như cái u sơ tương bào. Mà u sơ tương bào nó cùng cái kích thước như thế này thì có thể nó ranh giới nó không rõ, nó xâm lấn xung quanh, nhưng cái u dây thần kinh bờ nó đều rõ nét, khá lành tính, u ba dây xoăn nô. Thế mà các bạn nhớ đây, chẳng hạn như trường hợp này, các cái trường hợp mà đặc hoàn toàn này thì các bạn hiếm gặp thôi. Chủ yếu các bạn gặp, ví dụ như là giống như cái u dây 8 ấy, luôn luôn có thành phần dịch và thành phần đặc, và thành phần đặc ngấm thuốc rất rõ, cấu trúc như là một cái nang hỗn hợp nằm ở trên đường đi của dây thần kinh. Thì các bạn nhìn thấy đây, đó, đây là hình ảnh cổng từ của các bạn. Thì cổng từ sẽ thấy rõ hơn. Các bạn nhìn thấy cái thành phần nặng ngấm thuốc rất rõ và nằm ngay sát mặt trước xương cùng trên đường đi ra của các cái ống cùng. Đây là một cái khối u vừa dịch vừa nặng, các bạn thấy nó liên quan mật thiết đến cái vị trí của nó đi ra từ lỗ tiếp hợp. Đấy, phát triển qua lỗ tiếp hợp. Đó. Các bạn chẩn đoán ngay là một cái u của bao dây thần kinh. Đây, hoặc là các bạn có thể gặp một cái u sơ thần kinh mà trong một cái bệnh cảnh mà có các cái u dây 8 rồi là các cái u sơ thần kinh ngoại vi, và trong cái trường hợp này các bạn thấy một cái cấu trúc ngấm thuốc rất rõ. Đây là ảnh cổng từ mất rồi, thì các bạn thấy nó phát triển hình chùy, nó chui ra qua cái lỗ cùng và nó chui vào trong tử cung này, hình quả tăng hoặc quả chùy. Thì các bạn có thể căn cứ vào đây để các bạn phát hiện nó là trên đường đi của dây thần kinh. Đây, thêm một cái dấu hiệu nữa, cái này hơi đá sang cổng từ một chút, nhưng cái u khi mà một cái bệnh nhân mà trẻ tuổi có cơn cao huyết áp kịch phát
các bạn hướng đến một cái u của tủy thượng thận chụp lên tuyến thượng thận bình thường, thì các bạn phải nghĩ đến là có một cái u cận hạch ở đâu đó mà hay gặp nhất ở khoảng phổi mạc. Thế thì trên cắt lớp vi tính nó là một cái khối u nó ngấm thuốc rất mạnh, ngấm thuốc rất mạnh. Và đây để nói thêm cho các bạn một chút về hình ảnh cộng từ và hình ảnh cộng từ rất đặc trưng, đó là tăng tính tín hiệu rất mạnh trên T2, nó còn tăng hơn cả dịch não tủy. Dịch não tủy bình thường trên T2 là tăng rất mạnh rồi, và đây nó còn tăng mạnh nữa. Tăng mạnh trên một cái T2 xóa mỡ. Xóa mỡ thì thường nó không có tín hiệu mỡ và thường nó đen. Thế mà cái này nó tăng tín hiệu mạnh lên, cho nên người ta ví là dấu hiệu bóng đèn trong đêm, dấu hiệu sáng rực lên những cái bóng đèn trong đêm. Các bạn nhớ đây là một cái u của cận hạch, hay là các thầy có thể còn nói là một u tủy thượng thận lạc chỗ cũng được, nhưng mà u tủy thượng thận cũng là u cận hạch và nó ngấm thuốc rất mạnh. Và cái khối u này thường nó có hoại tử, và một cái dấu hiệu cắt lớp vi tính đặc trưng đó là có cái mức máu dịch trong khối u nếu khối u lớn. Đấy, do nó có chảy máu trong u, tăng catecholamine máu. Cái u tế bào mầm này thì các bạn nhìn dễ thôi, đối với nam giới thì nó gọi là u tinh. U tinh nhá, ở đây seminom nhưng mà ở ngoài tinh hoàn. Các bạn nhớ là trong các cái khoang sau phúc mạc của mình có rất nhiều các cái di tích của cái tế bào mầm. Thì sau đó có cái tế bào tinh, nó nằm ở trong cái khoang sau phúc mạc. Và cái cơ quái này ở phụ nữ thì các bạn sẽ thấy đây là một cái đặc trưng của một cái u tinh mà ngoài hệ sinh dục, đó là u nằm ở trên đường giữa, chính thẳng trục của cột sống này luôn, ngay phía trước cột sống luôn, giống như là một cái lanh phô. Thế nhưng mà khối u thường to và có hoại tử, đặc biệt một cái thể khác nó là chấm chấm vôi hóa đặc trưng, và nó quanh cái động mạch chủ này. Thì các bạn có thể chẩn đoán là một cái, nó nằm ngay chính đường giữa. Nếu như đặc thì nó sẽ có hoại tử, và một cái thể khác đó là các cái chấm chấm vôi hóa ở đây. Một khối u tinh bằng cách teratin các bạn quá quen thuộc rồi, nó hay gặp đây, một cái hai cái, một cái này hay gặp ở nam giới và cái này các bạn sẽ gặp ở nữ giới. Một cái khối u khoang sau phúc mạc kích thước lớn, vừa có mỡ vừa có vôi vừa có tình trạng dịch tắc dịch nhầy, thì các bạn chẩn đoán được cái teratom u quái của buồng trứng, nhưng mà không phải ở buồng trứng mà khoang sau phúc mạc. Các bạn đừng nghĩ là chỉ có buồng trứng mới có teratom khoang sau phúc mạc. Một cái u lanh phô thì như là nói với các bạn rồi, đặc trưng của u lanh phô nó là bọc quanh các mạch máu, không đè đầy nhiều, không giới hạn dòng chảy mà bọc quanh và kéo dài ra. Đó, đó là một cái u lanh phô. Thôi, ta tạm nghỉ một tí nhé. Một cái loại hình bệnh lý nữa của khoang sau phúc mạc mà khi gặp thì các bạn đôi khi các bạn cũng rất lúng túng, bởi vì nó nằm ở cái ranh giới giữa u và viêm. Thế và nó dẫn đến một cái xoắn chỗ và nó đè đẩy gây giãn đài bể thận, nhưng mà không phải do u, không phải do viêm, nó sơ hóa. Thế nguyên nhân sơ hóa là do đâu? Thì các bạn nhớ là rất nhiều người chúng ta dùng thuốc, hay ốm cũng phải dùng thuốc. Rất nhiều người bệnh nhân ung thư phải xạ trị hoặc là dùng các thuốc chống ung thư, nhưng không phải ai cũng bị sơ hóa sau phúc mạc, cho nên người ta tìm thấy một cái nguyên nhân 2/3 trong cái số này, đó là nguyên nhân tự miễn. Thế thì có những cái bệnh nhân sau phẫu thuật cũng bị sơ hóa sau phúc mạc, hoặc là các cái bệnh khác, nhưng mà tất cả người ta đều quy vào nguyên nhân là chủ yếu là do tự miễn. Thế thì nó là cái gì? Nó tập hợp tất cả các cái nguyên nhân, hoặc là sau phẫu thuật, hoặc là dùng thuốc, hoặc là xạ trị, hoặc là các cái bệnh lý nhiễm trùng chẳng hạn, mà nó dẫn đến một cái tình trạng tăng sinh cái mô viêm sơ. Cái mô viêm sơ này nó bao quanh động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới,
thường là đoạn dưới thận, đây là cái định nghĩa của nó. Các bạn chỉ thấy ở cái đoạn dưới thận thôi, và thường là ở động mạch chủ, và làm cái đặc tính của nó cuối cùng nó là tăng hết hiệu quả. Các bạn nhìn thấy tăng hết hiệu quả ở bên hai bên, không rõ nguyên nhân, không rõ biết tắc, và chụp cắt lớp lên thì các bạn sẽ thấy và chẩn đoán là một cái sơ hóa sau phẫu mạng. Thế thì bệnh nhân hay gặp ở cái tuổi mà chưa về hưu, nam nhiều hơn nữ. Thế đặc trưng của nó là gì? Dấu hiệu để các bạn thấy, các bạn có thể thấy trên phim chụp bụng không chuẩn bị, thấy cái niệu quản bị kéo vào trong và nó giãn, nó giãn đại về thận niệu quản. Thế và các cái trên cái siêu âm các bạn cũng có thể thấy, nếu bệnh nhân gầy, thấy một cái khối tổ chức nó nằm ngay phía sau, ngay trước cuộc sống, ngay phía sau động mạch chủ, đặc biệt là trước ụ nhô, nó bờ nó rõ nét nhưng và nó đẩy cái động mạch chủ nó ngay phía sau. Xin mời các bạn đây, trên căn lớp vi tính các bạn sẽ thấy nó cái khối nó quanh động mạch chủ, bờ rõ nét không đều, và từ ngang mức động mạch thận tới bó mạch chậu, và thường phát triển vào khoang sau phúc mạc bọc quanh niệu quản của tĩnh mạch chủ dưới. Thế và đặc biệt đặc điểm của cái này nó là gì? Nó nằm phía trước và bên của khoang sau phúc mạc của động mạch chủ, chứ nó không giống như là cái u lanh phô mà nó bọc quanh động mạch chủ, và thường nó có cái dấu hiệu động mạch chủ nổ, giống như là nổ ở trên cái đám tổ chức lanh phô đấy, và cái này chỉ nằm phía trước và bên động mạch chủ. Thế và cái này thì cái mức độ ngấm thuốc của cái khối này với cái tổn thương này nó tùy thuộc vào giai đoạn, có thể các bạn không thể hoàn toàn không thể ngấm thuốc, nhưng mà các bạn có thể thấy ngấm thuốc rất là rõ. Thế nếu như mà nó đang sơ hóa mà nó đang ở cái giai đoạn nó hoạt động thì nó sẽ ngấm thuốc rõ, còn nếu như mà sơ hóa ở giai đoạn mãn tính rồi thì nó sẽ không ngấm thuốc. Thế và các bạn sẽ thấy một cái này, các bạn cần phải phân biệt, thứ nhất là lanh phô, thứ hai nữa là một cái huyết khối bán thành của động mạch chủ. Thế nhưng mà cái này thì các bạn thấy rõ là nó chỉ nằm ở phía trước và bên của động mạch chủ bụng, hay gặp nhất là đoạn dưới thận cho đến chạm cơ xương chủ chậu, và có thể một ngấm thuốc hay không. Khối này nó có thể lan ra đây, phát triển sang hai bên và nó gây giãn tải về thận. Các bạn nhớ là khi một thấy một cái tổn thương cấu trúc mô mềm có thể ngấm thuốc hay không, và nó bọc quanh phía trước và bên của động mạch chủ, thì các bạn có thể chẩn đoán được một cái sơ hóa sau phẫu mạng. Cái này thường trên các lớp vi tính cũng khá đặc hiệu, trên siêu âm các bạn chỉ thấy giãn tại vị thận, đôi khi bệnh nhân gầy các bạn mới thấy được, chứ chủ yếu chẩn đoán cái sơ hóa sau phẫu mạng thì dựa vào chụp các lớp vi tính, hoặc là cái trên cái cộng tử các bạn có thể thấy là một cái tổn thương nằm phía trước và bên của động mạch chủ. Đây là trên tổn thương trên T1. Nếu mà trên T2 nó giảm tín hiệu trên T2, sơ hóa nó giảm tín hiệu trên T2 thì nó không tăng tín hiệu trên T2, và có thể nó ngấm thuốc đối quang tử. Đấy. Nếu như ở trong thể hoạt động nó cũng giống như các lớp vi tính thôi, thì cái sơ hóa sau phúc mạc này nó không phải u, không phải là viêm, nó một cái choán sâu rất rõ và nó gây giãn đại về thận rất rõ, nhưng mà nó lại tổ chức sơ, cho nên hình ảnh nó cũng khá đặc trưng. Khi các bạn gặp các bạn có thể chẩn đoán được đây. Và cái này nó đôi khi nó lý giải cho các bạn một cái là tại sao bệnh nhân bị giãn đại về thận ngang cái mức phía xuống phía dưới đến gần mức cái ngang cái đoạn 1/3 giữa ngang đoạn thắt lưng không rõ nguyên nhân. Thế mà khi chụp lên các bạn thấy cái khối tổ chức như thế này, chẩn đoán sơ hóa sau phẫu mạng, nó chỉ có thế thôi các bạn. Bây giờ ta tiếp theo sang cái phần
thì nằm trong cái chương trình mà giảm cho các cái bệnh viện vệ tinh, thì nhân thể nói về sau cách mạng thì nói luôn nó giảm cho các bạn cái tuyến thượng thận này nó nằm trong khoang sau phúc mạc, nhưng bệnh cảnh của nó lại rơi vào cái bệnh cảnh của nội tiết với các bạn, kể cả vỏ thượng thận lẫn tủy thượng thận. Thế thì các bạn sẽ thấy cái giải phẫu của tuyến thượng thận thì các bạn biết rồi, trong cái phần mà chụp là giải phẫu của khoang sau phúc mạc, thì tiên liệu thì cũng nói cho các bạn được, nó nằm cùng vị trí thôi, nó cùng vị trí với thận thôi, nhưng mà nó hoàn toàn cái chức năng nó hoàn toàn tách biệt khỏi hệ tiết niệu, nó nằm phía cực trên của thận. Thế và nhớ là nó có hai phần, phần vỏ và phần tủy, và mỗi cái phần này như vậy nó có bốn lớp, bốn lượt cả vỏ cả tủy, nó có bốn cái, bốn loại u khác nhau, bốn loại tổn thương khác nhau, lớp cung, lớp bó, lớp lưới, và cuối cùng là tủy thượng thận là tiết ra các catecholamine. Thì mỗi một cái tổn thương của cái lớp này, mỗi khối u của lớp này, nó sẽ dẫn đến một cái rối loạn triệu chứng cái bệnh học khác nhau. Thế thì đây các cái bạn nhớ đây, đây là cấu trúc của tủy thượng thận, và đây là tủy thượng thận này. Đấy, tủy thượng thận rất giàu mạch máu, trong cái vỏ thượng thận có 3 lớp, mỗi một cái lớp này nó tiết ra một cái loại hormone khác nhau, và khi mà cái u nó xuất phát từ vỏ hay từ tủy nó sẽ dẫn đến các cái dấu hiệu lâm sàng và đặc trưng bệnh lý khác nhau. Các bạn có thể nhìn bằng siêu âm thường hay siêu âm độ phân giải cao thì các bạn sẽ thấy được cái tuyến thượng thận nó phía trước nó là tĩnh mạch chủ dưới, và cái mặt sau của gan bên này là cái động mạch, cái cột sống, và nó nằm phía trên thận khi mình chưa thấy thận. Đây là cái lớp cắt ngang, và đây là lớp cắt dọc. Các bạn thấy tuyến thượng thận rất thanh mảnh. Các bạn bệnh nhân gầy yếu các bạn không nhìn thấy được. Các bạn có thể dùng cái đầu dò độ phân giải cao, khi mà chuyên về tuyến thượng thận các bạn có thể thấy đầu dò phân giải cao, thì các bạn có thể thấy được cái tuyến thượng thận nằm ngay ở sát cái mặt dưới gan như thế này. Thế và chủ yếu các lớp vi tính là rất dễ dàng siêu âm thì các bạn có thể lờ mờ, khó có thể phân biệt được đâu là tuyến thượng thận bình thường hay là các cái giải nhiễu của ảnh, nhưng mà trên các lớp vi tính thì các bạn hoàn toàn không có thể chối cãi được các bạn, bởi vì nó phân biệt rất rõ với cái lớp mỡ của khoang sau phúc mạc quanh tuyến thượng thận và lớp mỡ quanh thận. Các bạn nhìn cấu trúc hình chữ Y hoặc chữ V đó, và kích thước của nó sẽ như thế này, dưới 2.8mm bên phải và bên trái là 3.3mm. Thế thì một cái tổn thương ở trên tuyến thượng thận trên các lớp vi tính, các bạn cần phải lưu ý đến cái gì? Các bạn lưu ý 3 điểm. Điểm thứ nhất là kích thước của khối u, xem kích thước nó là gì, kích thước nó là bao nhiêu. Thứ hai nữa là đậm độ của khối u trước tiêm và sau tiêm. Và cái thứ ba nữa là cái thải thuốc, đánh giá cái độ thải thuốc của cái khối u đó trên các lớp vi tính. Ba cái điểm, các bạn đo kích thước, các bạn đo tỉ trọng trước tiêm, và các bạn đánh giá cái washout, có nghĩa là tốc độ thải thuốc sau khi tiêm. Cộng từ thì các bạn đánh giá được, đây là hình ảnh tuyến thượng thận trên cộng từ, hình ảnh T1 trước tiêm, dịch não tủy mà đen như thế này thì là T1, và dịch não tủy đen mà có mạch máu có ngấm thuốc thì là T1 có tiêm thuốc. Thế thì các bạn sẽ dùng cái trụ xung in-phase, có thể lướt qua cho các bạn phía trước cái phần từ này bởi vì nó hơi khó. Cái trụ xung out-phase và in-phase. Out-phase có nghĩa là cả mỡ cả nước nó thu nhận tín hiệu cùng một lúc, và nó ta không phân biệt mỡ và nước. Thế còn out-phase là lúc đấy các bạn chỉ thu tín hiệu của nước thôi và không có tín hiệu của mỡ, cho nên các bạn sẽ thấy một cái viền đen, đáng nghĩa là đây là cái viền mỡ, thì nó sẽ viền đen không có tín hiệu của mỡ, viền quanh cái tuyến thượng thận đây, đây là chuyện xung áp đây. Đây, và đầu tiên các bạn phải phân biệt được tuyến thượng thận bình thường
với viêm tuyến thượng thận và cái quá sản lành tính của tuyến thượng thận. Cái quá sản lành tính này thì thường gặp ở hai bên, và các bạn khi đo kích thước của thân của ngày trước ngày sau thì các bạn sẽ phân biệt được được cái quá sản lành tính, kích thước này thường nó to. Cái thứ hai nữa các bạn, tổn thương lành tính hay gặp nhất đó là cái nang tuyến thượng thận. Các bạn thấy các cái này các bạn cần phải phân biệt với một cái nang của cực trên thận lồi ra khỏi vỏ với cái nang của tuyến thượng thận. Các bạn phải thấy là nó không có một cái tí dính dáng gì đến cái bờ thận, đến cái cực trên thận cả. Thì các bạn chẩn đoán đây một cái nang tuyến thượng thận thành mỏng dịch trong, cái này rất hay gặp. Bên trên các lớp vi tính các bạn thấy một cái cấu trúc nang chứa dịch thuần nhất thành mỏng dịch trong không ngấm thuốc ở vị trí của tuyến thượng thận bên phải. Cộng hưởng từ thì các bạn thấy các cái nang này nó sẽ giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2, chứng tỏ tín hiệu rất là thuần nhất. Cộng hưởng từ đây có tiêm thuốc, các bạn sẽ thấy cái vỏ nó hoàn toàn không ngấm thuốc gì cả. Lao tuyến thượng thận giống như lao ở các cái cơ quan khác, đó là vôi hóa, đó là cấu trúc dạng nang và có vôi hóa, đó các bạn nhìn thấy hình ảnh vôi hóa của tuyến thượng thận thành vôi hóa đấy. Đây, khối đây là hình ảnh các lớp vi tính và các bạn nhìn thấy các cái vôi hóa ở thành khối. Bây giờ một cái khối u nữa, một cái tổn thương nữa mà các bạn là rất hay gặp trên lâm sàng của cái tuyến thượng thận, đó là u tuyến, nó được gọi là adeno. Các bạn phân biệt cái u tuyến này, khi bạn thấy một cái hình ảnh của tổn thương ở tuyến thượng thận và nó có cấu trúc tổ chức nó như thế này thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn cần phải chụp trước tiêm thuốc và các bạn cần chụp tiêm thuốc khi động mạch và các bạn cần tiêm thuốc ở khi muộn. Bây giờ cái khi động mạch nó là bao nhiêu? Thì chỉ cho các bạn. Trước mắt đây để nói cho các bạn, đối với cái u tuyến các bạn sẽ phát hiện thấy một cái cấu trúc một cái hình ảnh tổn thương tại vị trí của tuyến thượng thận kích thước dưới 3 cm. Các bạn nhớ đầu tiên là cái kích thước dưới 3 cm. Các bạn thấy là các bạn phải chụp thì trước tiêm thì tiêm thuốc ở thì động mạch và tiêm thuốc ở thì sau 60 phút. Không từ từ để các bạn 60 giây và 10 phút. Các bạn nhớ nhé, 60 giây và 10 phút. Nếu như mà tiêm thuốc cái ảnh mà đầu tiên các bạn đo tỉ trọng vào cái khối trước tiêm. Nếu như mà dưới 10 đơn vị, tỉ trọng dưới 10 đơn vị housefin, các bạn chẩn đoán chắc chắn luôn đó là u tuyến. Không cần phải làm, không cần phải tiêm thuốc, chẩn đoán luôn u tuyến. Nếu dưới 10 đơn vị housefin thì chứng tỏ là khối u này nó chứa mỡ ở trong và nó dưới đơn vị 10 đơn vị housefin.
Nếu như mà trên 10 đơn vị housefin thì các bạn phải tiêm thuốc cản quang 60 giây và 10 phút. 60 giây và 10 phút sau đó các bạn tính wash out. Wash out có hai cách tính wash out, wash out tuyệt đối và wash out tương đối. Giờ cái bài này ra đi. Sao các bạn? Bởi vì là không có định phương. Đây là cái công thức để tính wash out tuyệt đối và wash out tương đối. Các bạn nhớ là các bạn đo cái khoanh một cái roi vào bên trong cái ổ tổn thương đó. Và nếu như cái ổ tổn thương đó nó dưới 10 đơn vị housefin thì các bạn không cần phải tiêm thuốc này. Nếu như mà nó trên 10 đơn vị housefin các bạn phải tính wash out. Có hai cách tính wash out. Wash out tuyệt đối và wash out tương đối. Wash out tuyệt đối là các bạn lấy cái tỉ trọng sau tiêm 60 giây trừ đi cái tỉ trọng sau tiêm 10 phút và chia cho cái tỉ trọng sau 60 giây và trừ đi cái tỉ trọng trước tiêm. Thế thì cái wash out tuyệt đối này nó cần thiết bạn phải sử dụng đến cái tỉ trọng trước tiêm của cái ổ tổn thương đó. Còn wash out tương đối thì không cần thiết. Các bạn lấy tỉ trọng ở 60 giây trừ đi cái tỉ trọng ở 10 phút và chia cho tỉ trọng của 60 giây. Các bạn nhân 100%. Đó là các bạn tính được cái wash out. Đây là công thức tính wash out chung cho tất cả các cái cơ quan, kể cả u gan cũng như là u tuyến thượng thận, là u của các nơi thôi, u thận như vậy. Thế các bạn nhớ cái công thức tính wash out này để ra cái tỷ lệ thải thuốc tuyệt đối và tương đối. Và cái này nhưng cái tỷ lệ wash out này nó có tác dụng phân biệt các cái u tuyến với các loại u khác rất cao, gần đến 100% độ nhạy và độ đặc hiệu trên 90%. Các bạn nhớ khi mà có các bạn tính được wash out thì các bạn sẽ chẩn đoán ngay được cái u tuyến. Vậy cái wash out như thế nào? Wash out tuyệt đối phải trên 60% và wash out tương đối phải trên 40%. Thì các bạn chẩn đoán được đó là cái u tuyến adenom của tuyến thượng thận. Các bạn nhớ chưa? Nhớ cái này đấy. Cái này nó sẽ cũng à, cái này các bạn không nằm vào trong cái câu hỏi kia nhận được của các bạn của chỉ đạo tuyến cơ. Thế thì các bạn nhớ cái này. Đối với cutler vi tính các bạn nhớ thế này, còn trên cổng từ thì nó có in phase out phase cơ. Nhưng mà cutler vi tính các bạn nhớ cho tôi cái 60 giây và 10 phút của trước tiêm ba cái tỉ trọng đó của cái u tuyến đó và tính cho tôi cái công thức tính wash out. Được chưa? Cái này lâu cũng dài, cái này quên, trong thực tế hàng ngày cũng ít gặp cái adenom này, bởi vì thường cái adenom này bọn tôi làm hay gặp luôn cái thể điển hình đo bằng cái tỉ trọng dưới 10 đơn vị housefin luôn, cho nên là sẽ có chẩn đoán là u tuyến luôn, không cần thiết phải tiêm thuốc. Đây cái u tuyến nghèo mỡ thì nó sẽ dầu mỡ thì các bạn sẽ đo nó dưới 10 đơn vị housefin luôn rồi. Còn nghèo mỡ thì các bạn sẽ thấy nó là nó sẽ trên âm 10 đơn vị housefin. Cái cộng hưởng từ thì nó sẽ dùng cái chữ sum in phase và out phase. Các bạn nhớ là cái chữ sum in phase là mỡ và nước nó cùng bắt cùng một cái tín hiệu, cho nên là nó sẽ không có cái viền đen ở đây. Và chữ sum out phase
thì là chỉ có tín hiệu của nước, không có tín hiệu của mỡ, cho nên nó sẽ mỡ trong tế bào, cho nên nó sẽ có một cái viền viền chống tín hiệu, không có tín hiệu của mỡ ở ngoài tế bào này. Các cái u máu của cái thì trên các lớp vi tính của cái u tuyến thượng thận thì nó cũng giống, gần như giống với lại cái u của cái máu của gan thôi, nó có cái ổ ngấm thuốc ở ngoại vi này và nó lan dần vào trung tâm. Đây, các bạn nhìn thấy trên cổng từ, các bạn có thể gặp một vài cái trường hợp tại sao lại cái này nó giống u máu thế mà ở của gan thế mà nằm ở tuyến thượng thận, thì tuyến thượng thận nó cũng sẽ có u máu. Và các bạn đặc tính của nó giống như cái u máu ở trong gan, ngấm thuốc thì búi sớm ở thì động mạch ở ngoại vi và lan dần vào trung tâm. Cái u mỡ tủy này thì các bạn nhớ thấy là sẽ thấy một cái tỷ trọng mỡ nó tăng âm rất rõ, và trên các lớp vi tính nó tỷ trọng mỡ rất là điển hình. Thì cái này các bạn nhớ là cái u mỡ tủy bao giờ cái tỷ trọng của nó cũng âm dưới 30 đơn vị Hodgkin. Đấy, còn nếu như mà dưới chỉ có dưới 10 và trên 30 thì các bạn nghĩ đến dưới âm 10 và trên âm 30 thì các bạn nghĩ đến u tuyến adeno. Còn cái u mỡ tủy thì các bạn âm hẳn cơ, âm hẳn dưới 30, thậm chí 50 đến 100, âm 100. Cái này có. Đây, trên cộng từ thì các bạn thấy một cái khối u mỡ rất rõ, tín hiệu mỡ rất rõ. Đây là cái sùng siêu xóa mỡ trên T2. Thế và khi xóa mỡ thì đây, đen này, tan hết cả mỡ đi, tiêu hết cả mỡ đi. Cái u hạch thần kinh thì cái này nó cũng nằm trong cái bệnh cảnh của u sau phúc mạc thôi các bạn. Đấy, có một cái u nó giảm tỷ trọng ở cái vị trí của tuyến thượng thận và nó ngấm thuốc rất là kém, nó có ranh giới nó không được rõ lắm. Cái này cũng gặp nhưng mà ít gặp lắm các bạn. Bây giờ nói đến một cái u tủy thượng thận, các bạn nhớ là u tủy thượng thận rất giàu mạch, bản thân cái tủy thượng thận rất giàu mạch, và khi chụp lên thì các bạn thấy nó sẽ ngấm thuốc rất là mạnh, rất mạnh. Và khi mà kích thước khối u lớn thì có thể nó không đều, nhưng mà đặc trưng của nó là ngấm thuốc rất mạnh và nó nằm ở vị trí của tuyến thượng thận, nằm ngoài thận. Thế ngoài ra thì sẽ có cái đặc trưng của một cái u tủy thượng thận như bệnh nhân cao huyết áp, thành cơn. Đó, trên cộng từ thì các bạn cũng có thể thấy thì các cái thành phần ngấm thuốc rất là mạnh. Đấy, đây là T2, đây là T1 xóa mỡ và tiêm thuốc, các bạn thấy ngấm thuốc rất là mạnh, ngấm mạnh ngang mức với thận luôn. Thì là các bạn có thể chẩn đoán cả trên các lớp vi tính cộng từ một cái u tủy thượng thận khá đặc trưng. Ung thư tuyến thượng thận nguyên phát cũng gặp các bạn. Thì các bạn có thể thấy một cái khối u giảm tỷ trọng mà to, kích thước lớn mà ta ở tại vị trí của cái tuyến thượng thận. Các bạn có thể chẩn đoán một cái ung thư tuyến thượng thận nguyên phát. Còn cái ung thư tuyến thượng thận thứ phát ấy thì hay gặp nhất trong các cái di căn của phổi, nên là hình ảnh cổng từ khối u rất lớn, nấm thuốc mạnh. Một cái nữa là u nguyên bào thần kinh tuyến thượng thận, một khối u giảm tỷ trọng rất là lớn sang cái tuyến thượng thận này và đè đẩy các cái mạch máu, neuroblastoma, u nguyên bào thần kinh sang cái tuyến thượng thận. U lanh phô tại tuyến thượng thận giống như các cái đặc trưng của các u lanh phô khác là nó bọc quanh các cái mạch máu, đây là bọc quanh các cái mạch máu ở cực trên thận, quanh các cái mạch máu của tuyến thượng thận. Trong trường hợp này là u lanh phô cả hai bên. Và một cái di căn cuối cùng là hay gặp nhất, đó là cái di căn của tuyến thượng thận của cái ung thư phổi, rất hay gặp của cái ung thư phổi. Đây là một cái bệnh nhân ung thư phổi và có di căn của tuyến thượng thận. Thế thì mục đích cái gì, các bạn nhớ cho tôi được cái phân biệt u tủy thượng thận thì dễ rồi nhá, bây giờ ai cũng chẩn đoán được nhá.
một cái ổ ở tuyến thượng thận và ngấn thuốc rất là mạnh ở cái thì động mạch này. Trên T2 đây, các bạn nhớ trên cổng từ có dấu hiệu bóng đèn cũng của u tủy thượng thận và u cận hạch. Và các bạn nhớ phân biệt cho tôi được cái thì u mỡ tủy với cái adeno bằng cái đo tỉ trọng. Nếu như tỉ trọng dưới âm 10 và trên âm 30 thì là các bạn nghĩ đến adeno. Và nếu như âm dưới âm 30 thì là u của mỡ tủy. Và nếu như mà trên âm 10 đơn vị Hauschild thì các bạn sẽ đo cho tôi là cái mass out. Được chưa? Thế mà còn các cái khối u ác tính khác, bây giờ ở cái phần này các bạn sẽ có một cái bài test, tôi sẽ giảng nói chi tiết cho các bạn. Trong đó quan trọng nhất là có một cái bảng, có một cái bảng để phân biệt được các cái khối u của tuyến thượng thận và cái thái độ xử trí của các bạn. Đây là bảng phân biệt các cái dấu hiệu để chẩn đoán phân biệt giữa các khối u lành tính và ác tính của tuyến thượng thận. Nếu như mà kích thước mà dưới 4 cm là thường là lành tính, và trên 4 cm thì là thường là ác tính. Thế còn đây là các cái đậm độ các lớp vi tính trước khi tiêm. Và tỷ lệ thải thuốc để phân biệt giữa cái lành tính và ác tính trên các lớp vi tính và cụm từ, cũng như là tần suất một bên hai bên của các cái khối u thượng thận khác nhau. Các bạn có thể copy và các bạn đọc thêm nhé. Nếu các bạn có hỏi gì cái mục này không?